chào các bạn đến với kênh Điện Máy Khoa Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng tủ lạnh model 2021 của Electrolux, ngăn đá dưới đó là EBB3442HK. Dung tích tổng sử dụng là 308 lít, ngăn đá dưới 85 lít, ngăn lạnh trên 223 lít. Tiêu thụ điện là 0,92 số điện một ngày, là chưa đến một số điện một ngày, và có lấy nước ngoài. Mọi người chỉ cần dí cái cốc này vào là nước nó tự động chảy, và không có khóa nước nhé, không có cái khóa nước ở đây. Có ngăn cấp đông mềm, đây là cái tính năng mà mình thấy cực kỳ thích ở cái dòng tủ này, ngăn cấp đông mềm. Ngăn cấp đông mềm âm 2 độ C, nên là mọi người để thịt cá hoặc là thịt bò, thịt bê, gà gếp vào đây thì để được 5-7 ngày, không cần giã đông khi bỏ ra sử dụng. Với bề mặt tủ này, mặt trước của tủ đó là sử dụng kim loại sơn phủ bóng giả gương, nên là mọi người có thể là thấy là soi được gương nhé, nhưng mà nó chỉ là kim loại sơn bóng giả gương thôi, chứ không phải là mặt gương nhé. Và ngăn đá dưới thì có hộp xoay, và dòng tủ lạnh này được sản xuất tại Thái Lan nhé. Có hộp đá xoay đây, xoay này là đá nó sẽ rơi xuống dưới này, xoay chia các ngăn ra rất là khoa học. Ví dụ ngăn này mình để thịt đông lạnh này, ngăn này để đá, ngăn này để sấu này, các cái quả sấu mà mình tích trữ mùa hè để mình ăn cả mùa đông ấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của kênh Điện Máy Khoa Channel. Mọi người đừng quên số hotline của kênh đó là 0972846789 hoặc 0585538888 nhé.